Vâng, đây là địa danh mũi Sa Vĩ, điểm đầu của Tổ quốc Việt Nam. Phía bên kia sông chính là đất nước Trung Quốc. Vâng, và đoàn khách của Led Tour hôm nay đang chụp hình tham quan đây. Lấy cái cảnh này thì về với chị đằng sau là Trung Quốc. Và đằng sau đây mới là Trung Quốc. Mình đây bên dưới. Có, anh đang quay cả. Điểm đặt dấu mốc đầu tiên của đất nước Việt Nam, bản đồ Việt Nam. Cho ánh rồi. Chụp ảnh hai bạn này đang chụp ảnh nhau đây. Đâu vâng. Chụp ảnh nhau đây. Rồi. Anh xong cho lên Facebook nhá. Cho lên Facebook. Facebook. Ôi chỗ này nó bị tối mặt. Ok. Rồi nè.